Nếu bây giờ được chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn yêu em ước mơ thì xin anh mơ như anh mơ. Nếu bây giờ được lựa chọn yêu em ước mơ thì anh cho em tình mơ vẫn mơ rằng trong đời này yêu anh thì chắc chỉ có lẽ những nắng cay trong ngày mai vẫn mơ rằng trong đời này em trao đến anh tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho anh yêu. Đôi khi em biết em không